biết phở ai? Đường chiếc mềm gọi là 44. Cái này biết biết nói chữ phở Tuấn Cảnh luôn mà. Cái này không có kịp cắt móng tay cho chị Ngân luôn nè. Mới gội đầu xong cái chị Ngân già già hai bôn. Chị Ngân đói bụng, chị Ngân đòi đi ăn. Như đọc 10 đó, đồng. Đó là phải xử lý cái móng tay của chị Ngân cho sạch nó nè. 10 đồng tức là 9 đồng, 9.95 phở gà đùi lớn, phở gà đùi. Ăn đi nè. Thịt thịt nướng nè. Rất là ngon luôn nè. Bún nè. Chị Ngân nè, anh lấy bún cho chị nha. Nè chị, nè thịt nè, em bỏ thịt vô cho chị nha. Không, em không có dùng, em ăn rồi sáng nay, em ăn sáng sớm với bà rồi, với mẹ em rồi. Đây nè, đũa, cái đũa của chị nè. Ngày hôm nay không có hẹn với Kim Ngân mà lại gặp được Kim Ngân mà lo cho Kim Ngân được nhiều thứ nữa quý vị. Tôi go hả? Để ăn chút xíu thì thôi phải không? Ok. Thôi ăn nhiều, ăn. Có ăn rau không? Kim Ngân rau không? Nghe lấy rau cho Kim Ngân. Kim Ngân thích ăn salad phải không? Rồi. Tôi đưa nha, lại Nga xé salad vô cho. Bữa nào ở nhà nấu mình cho má ăn. Đấy là không, không kịp không làm tỉa tóc đẹp cho Kim Ngân luôn. Bữa nào mình lại đưa đi cắt tóc, đưa đi làm móng tay rồi xong rồi làm cho cái tóc nó chỉnh chu lên thì mới nhuộm tóc là đã đòi đi ăn rồi. May là gội được cái đầu á. Nãy còn đòi là mấy nãy Kim Ngân còn không chịu cho gội đầu nữa, nói là đói bụng muốn đi ăn á, nhớ không? Ăn no chưa? Chị Ngân no miệng chưa? No, nhưng mà sao chị Ngân ăn ít quá vậy? Ăn có chút xíu vậy? Ôi, tại cái urine của con nó có đều á. Vậy hả? Dạ. Anh ăn lần chút xíu thôi hả? Dạ. Chị bắt Thúy Nga ăn chung rồi Thúy Nga phải ngồi ăn với chị Ngân đó. Thúy Nga xin quà, xin với em bé. Thúy Nga phải ngồi ăn đó. Đó. Hôm nay chị Ngân đẹp rồi nè. Bữa nào Nga đưa chị Ngân đi làm móng tay cho sạch sẽ nha. Đi làm nail á. Nha. Tay thích đồ bơi hả? Thích mặc đồ bơi phải không? Nãy giờ cũng nào cũng thích mặc đồ bơi á. Đưa chị Ngân đi ăn rồi bây giờ hả, tranh thủ cho chị đi mua quần áo xong rồi đưa chị đi tắm quý vị ơi, thay đồ cho chị nè, tắm rửa sạch sẽ đẹp đẽ nè. Lâu lâu mình phải tẩy uế trong người mình. Nay chị Ngân có thấy nhẹ đầu không? Dạ ít lắm. Thấy không? Thấy nhẹ nhõm phải không? Đâu đưa đứa mặt đem coi thử coi. Ngồi trong cái nắng, ngồi xích ra đây nè. Sao nó xuống thấp vậy? Cái gì? Sao nó xuống thấp vậy? Cái gì xuống thấp? Chứ dữ vậy. Vậy hả? Ủa chị Ngân? Dạ. Em hỏi nè. Như bình thường á, hàng ngày á, chị ăn á thì tiền đâu chị ăn hay là người ta cho chị? Xin ăn. Xin ăn hả? Dạ. Nhưng mà xin thì mỗi lần xin là người ta cho đúng không? Người ta thấy con vậy nè, ta cho. Vậy hả? Dạ. Thấy khổ đau. Thấy khổ đau người ta cho hả? Rồi người ta cho chị Ngân nhiều tiền không? Người ta chứ không? Vừa vừa 50 đồng á. Vậy hả? Có ngày được 50 đồng.
nha. Vậy hả? Đậu vô cái chỗ này nè, chị Ngân bây giờ nãy giờ em đi chị Ngân em thấy chị Ngân hút thuốc, chị Ngân còn hút thuốc lá không? Dạ chiều chiều hút. À chiều chiều hút hả? Hút một lần mấy điếu? Con hút cũng vừa vừa. Hút tại vì làm việc ví dụ cho mấy người có mấy cái đó kêu bằng cái gì preschool đó má. Ừ. Thì á con còn cái credit giống như mới thấy mấy cái gara này nè. Ừ. Có cái căn này căn thứ ba nó có để đúng không, có cái nó để góc gì đó. Ừ. Thì nó gọi cái đó là cái gì mất premium hay là cái gì mất premium, tức là yêu anh đi hay là mất, nói là em không muốn hay là sao đó. I don't know, thì nghe không biết. Bây giờ nè, rồi cái một ngày thì em thấy chị Kim Ngân ăn ít quá, ăn một lần có chút xíu gì rồi sao đủ no trời. Mua một phần mà ăn chắc hai lần không hết luôn á. Tại gặp má vui. À gặp vui nên ăn chút thôi hả? Dạ. À vậy hả? Giờ muốn muốn là muốn Thúy Nga lo không? Mỗi ngày Thúy Nga ra Thúy Nga cho chị Ngân ăn y chang vậy đó. Chị Ngân thế chịu không? Lần, năm gặp 12 lần rồi làm quen. À vậy hả? Rồi nè, giờ mình chuẩn bị mình vô tới shopping rồi nè. Má dẫn đi shopping kìa. Ừ, dắt đi shopping mua giày dép quần áo thay hết đi, mấy bộ nó mặc lâu năm rồi, thay quần áo mới đi cho nó đẹp, thay hết đi. Bây giờ đem về nhà mới để nha. Không, Nga thay cho Kim Ngân xong Nga tắm, Nga đem Kim Ngân, chị Kim Ngân về nhà, Nga đưa ra sau vườn á, tại vì cái nhà tắm của Nga nó nhỏ thì Nga sẽ làm nước ấm nóng lên cho Kim Ngân, xong Nga tắm cho Kim Ngân sạch sẽ, xong Nga thay đồ mới cho Kim Ngân, xong mình bỏ mấy cái đồ cũ này vô thùng rác. Ok. Đồ này con giữ không sao? Muốn giữ hả? Cái gì đó? Muốn giữ luôn hả? Ở cái vấn đề mà thí dụ như làm sao? Thí dụ như để vài tuần nó tắm luôn. Trời ơi, bộ không rài không tắm rồi vài tuần mới tắm mà ngon rồi không có được ở nhà má đau đau bụng làm sao vậy hả? Ví dụ như tắm mà ví dụ có cái nhà nào mà thả con nhà dương á, ở sau giường á có cái chòi giống như mấy con gì đó, mấy con gì nó để đồ mà đồ in tịch nó bán á, để cho con ở. Ví dụ như đi 200 con đưa má cho mấy người mà má có má bán real estate đó. À. Má quen á, hiểu không? 500 giống Phong nói á. Thì nó đỡ khổ, gặp Phong nó đỡ nhiều. Còn mà... Ủa nhưng mà bữa giờ là chị Kim Ngân ngủ ở đâu? Ủa, cái gì đó, cái patio của bà kia. Bà nào? Bà mục sư á. Vậy hả, bà mục sư hả? Rồi ngủ đó mình lên thôi. Ngủ rồi mình cũng đi mỗi ngày phụ mấy người lớn già đó. À. Họ có nướng barbecue họ cho ăn. Ồ vậy hả? Cái thương quá vậy. Chứ cái chấm thấy trên đời đâu có làm gì đâu. Cái cái gì cũng là cái một cái giá làm mối tình đó. Chứ nhưng mà hôm nay Nga đưa Kim Ngân đi shopping á là Kim Ngân thay hết đồ mới nha. Nếu Kim Ngân không tắm thì lau người qua thôi cũng được. Nga lau người cho Kim Ngân xong rồi cái Kim Ngân mang đồ cũ về ha. Ha, giữ đồ mới, mặc đồ mới cho đẹp nha. Nay Nga vô Nga tân trang tút tát cho Kim Ngân ok. Dạ. Rồi. Nhưng mà có nghĩ không tắm bên nay cũng sợ con bị gì đó, bị trúng gió à. À ok rồi, không tắm. Sao tắm. Má để đồ ở nhà má lựa cho vui á. Không, lựa đồ là mặc luôn á. Để dài dài ở nhà má rồi có gì thì nào mình đi ăn mình mặc vô. Ok. Nga đưa Ngân. Ủa ghi cái gì vậy? Ghi số. Là ghi để đánh số nữa phải không? À là đang ghi số để mà đánh số đó quý vị. Lại là ghi số tiếp. Đến cơn ghi số rồi. Bữa nào Nga đưa ra Nga làm cái đầu lại cho chỉnh chu đẹp hơn nữa nha. Đấy nè, má có cái số nè, cái số. Nãy đòi đi ăn đó. Lên cơn nè, lên cơn gọi là Elantra. Là tên Thúy Nga. Gọi là lên cơn. Có tên mới cho Thúy Nga.
Kirin Cương 7 đó, DWF 140 Kirin Cương đó là credit. Credit của má con ghi xuống như năm muốn. Là 180 ngày, nhưng mà con để 18 ngày. Mấy tay vậy mới mười mấy? Hôm nay là ngày 18 rồi. Ghi số để đánh số hả? Ghi số là để đánh số hả? Tại vì á, để sang sale bên nay mấy tay mất? Nay 18. 18, 19 gì đó, nghe không? Mấy hình như 19 rồi sao? Có làm gì vậy đó? Má không có bao giờ mà lái xe trắng hả? Xe trắng mỗi tay hay sao? Chính hai lúc con là chính hai lúc. Cái gì? 130 nữa đánh là đánh số nữa đó hả? Ừ đúng rồi. Trời giỏi quá. Đây đi vô trong này nha, nha chọn quần áo cho Kim Ngân. Kim Ngân muốn mua hai bộ hay muốn mua một bộ thay? Muốn một bộ thôi. Ừ. Một bộ để nó gỡ máy rồi. Thôi mặc đi, thay đồ mới mặc cho đẹp đi. Đừng có gỡ nha. Con đi đâu mới em nhận cái áo này đâu ở nhà, không có cái quần đó con nè. Đâu áo nào, thích áo nào chọn đi. Kim Ngân thích áo nào Kim Ngân cứ tự chọn đi. Ok, vậy quẹo qua đi nghe chọn đồ cho. Con biết có gì đó cái màu kem cái màu xanh. Thích màu xanh rêu phải không? Vì Kim Ngân thích màu xanh rêu đúng không? Cái này màu xanh nó giống như má gặp con nè, để má gặp con. Cái xanh này. Cái xanh này với màu sỏi, cái màu xanh à, thích màu xanh nó phải không? Ok, để nghe chọn cho, gì thích? Thấy da hai anh thích áo đó hả? Một món, hai món, con chỉ biết ba nhớ con ba món, hai mấy món, dạ sáu món, mấy clip chị đăng lên ở trên mạng YouTube mà hôm nay đang dắt Kim Ngân đi mua quần áo mới nè. Đây nè Kim Ngân. Để em chọn mấy cái quần ôm cho chị nè, chị hay thích bận quần ôm nè, để em chọn quần ôm cho. Con là ba đứa mặc được cái kiểu này hết nè. Vậy cái quần hả? Này nè. Đồ Johnny nè, ba đứa mặc được đây nè. Nhìn có chiếc này Johnny ba đứa mặc. Mắt coi phải cái này cùng không? Coi thử coi này nó giống không? Cái kiểu này giống không? Bây giờ Kim Ngân nghe chọn cho Kim Ngân một cái quần ôm màu đen mới được không? Cái này cũng giống nè, nãy ba đứa một người gọi đầu, ba đứa cùng cùng cái style hả? Cùng thích cái style hả? Đúng rồi. Là con nói là ít giữ nhất trên cái menu. Hai chiếc này là con nói con suy nghĩ á. Không, em vô em chọn cho Kim Ngân cái áo dài. Cái áo này nó mỏng manh lắm, mặc nó không có đủ ấm đâu. Nếu mà mặc ở trong thì ok, xong rồi phải mặc thêm cái áo lạnh. Kim Ngân muốn lấy áo này không? Thôi medium á. Hả? Medium mặc vừa. Medium mặc mới vừa phải không? Đây, không, medium đây. Small, con mua small nó là medium. Đây nè, medium đây. Không, có một medium không vừa. Vậy mặc small nè, small có nè. Medium, hai cái giống nhau. Nè, small nè. No, medium. Ờ, đúng rồi, medium. Chỗ bà này bá tinh ghê nha. Ơi, đúng rồi. Ok, chạy vô trong này đi. Là Kim Ngân thích áo đó hả? Giống như Ái Vân hồi xưa mặc. Ái Vân ngày xưa hả? Ái Vân ngày xưa mặc cái đó hả? Ông anh chỉ má để má nhớ cái quần của ông già đó. Bằng cái quay của má. Giá mà 10 năm. Cái giày Kim Ngân còn mới nè. Giày thì không cần mua. Mua cái quần với thay cái áo. Giống cái này nè mất. Hả? Giày nó giống cái quần với vị bút. Cái cuốn sách mà đi. Ôi Kim Ngân mặc mấy cái đó lạnh lắm á nha, không có mặc được đâu đó nha. Mặc mấy đó lạnh lắm á chị Ngân. Con bóc vô là ra một người đi bán nói như wear a mask là gọi là bà vợ. Cái đó con không biết. Ra
bóc lên là ra màu trắng là khó nhất. Bên này độn trai, bên này độn gái nè. Má gọi mẹ nó thanh khách Bùi Thái Hiền rồi con vợ. Cái này đẹp rồi phải không? Cái này đẹp không phải không? Sexy. Không, cái này bận nó dễ cũng dễ bị già lắm. Để đây. Để em lựa cho chị mấy cái áo chị mặc ở trong nữa. Em lựa trong mặc cho nó ấm nha. Nha, Kim Ngân mặc cho nó ấm thì ấm nha. Thôi, Kim Ngân phải thay đồ cho nó đẹp đi. Chứ Nga mua đồ cho Kim Ngân mà Kim Ngân nói Nga cất ở nhà, cất làm chi? Đi chơi có đi lên đi công chuyện công tác. À, có đi công tác với má mấy bạn hả? Hả? Ủa Kim Ngân, cái áo này đẹp nè, Kim Ngân thích không? Small size nè. Ủa cái áo này mắc tiền luôn á, ba mấy đồng luôn nè. Không thích hả? Dân hết. Nghĩ hả? Ok. Ôi cái này cũng đẹp quá nè quý vị ơi. Dân cái áo điều kiện ngựa từ trắng đen ra xanh luôn. Tới cái áo mới nhớ cái áo mua mễ là 8-9 đồng á. Cái giá mi dung sinh khổ gì đó. Má kéo cái số 6 rồi con con. Má cầm số 6, nó cái áo của má nè. Số 6 6 này xe bự lắm. Ok. Con nghĩ cỡ này được. Má cái này mặc được. Mặc cái này đi làm cho má được. Con thích ạ. Loại này á. Thích cái nào? Kim Ngân thích không? Mặc cỡ này làm đi làm cho má được rồi. Kim Ngân thích không thì Nga lấy. Giờ có một cái được rồi. Không, vì phải mua một cái áo thun lót ở trong mặc cho ấm nữa, thay luôn cái áo ở trong. Chị Ngân thích cái này không? Cái này nè. Small. Cái này được không? Cái đó mặc giống bà hả? Không chịu hả? Rồi ok. Thế hả? Để lấy màu sắc nha. Thích cái đó không? Cái đó chị Ngân bận đẹp đó. Wow, size small đó. Thôi mình đổi cái này đi. Không, mua cho má. Không, má không có mặc. Má nhiều đồ rồi. Chứ thích gì? Má nhiều quần áo rồi, bây giờ mua cho Ngân thôi. Đây nè. Cái này size bự không à. Thôi mình đi qua shop khác mình mua đi chị Ngân. Đâu đưa coi coi, thích cái đó không? Em mua tóc cho Ngân nha. Tóc gì nó má nhà có bộ rồi. Tóc nè. Thay cái tóc rồi đi. Giờ má coi cho má đi con đủ. Không, đủ rồi. Nga dắt Kim Ngân chạy qua cái shop kia có áo nữa cũng đẹp lắm. Mình ra mình tính tiền ở đây đi. Ha, mình tính. Má cầm áo trả con đi theo má đẩy xe cất. Rồi đẩy đi, mình má đẩy. Cầm bộ đồ lên. Không, mình đẩy ra mình tính tiền xong có mình trả xe. Cái hơi nó chạy vô. Trời ơi. Khổ thiệt. Rồi má cầm áo trả non theo má. Rồi ok. Đẩy xe ra, má cầm đi, Rồi ok. Đẩy xe. Đây nè, có áo đây nó cũng đẹp nè chị Ngân. Size bự không à? Rồi, có mua tất giày dép không? Có chọn giày không? Nghe chọn cho. Giày trong này nhiều lắm nè. Chị Ngân đi chân số mấy? Size 7 phải không? Đây, size 7 đây, có size 7 nè. Cho vô chọn thoải mái đó, tự chọn đi. Thích đôi nào mua cho đôi đó. Cái đó dép đi trong nhà. Dép đi trong nhà, đây nè. Cái giày của chị Ngân ở đây nè. Nhiều đô đẹp nè chị Ngân. Nè. Cái đô này chiếu đẹp quá nè. Cái này cũng dễ thương nè chị Ngân. Con lấy hai đôi, đôi nào khác rồi lấy đôi 6 rồi. Nè Ngân. Đô này dễ thương nè, so nice. Thử coi. Vừa chắc vừa mới thử gì em chưa mua mà. Thì muốn mua không thì lấy luôn. Còn không lấy đôi này nè. Mua đôi này được, mua để nhà má chừng nào qua. Không, em mua là em đưa cho chị Ngân xài luôn chứ em để nhà em chị trời. Mua đi để con đôi lấy gì. Cái này có một chiếc rồi, để hỏi người ta còn chiếc nữa đâu.
Vừa rồi mất. Thôi thấy rộng quá nghe, nghe thấy rộng. Vừa rồi mất. Không, thấy nó rớt tuột. Nó mua đúng rồi. Muốn mua đồ lót không? Có muốn thay đồ lót không? Cái gì, vụ gì? Không, nghe không có thích mặc mấy cái này. Mặc mập lắm. Là đòi mua tặng cho tôi hả? Thôi, tôi không có mặc đâu. Chứ Nga không mặc. Nó bị bóp lịch ngon gì không ăn. Biết rồi, nhưng mà tại vì Nga nhiều quần áo quá, Nga không có cần. Chị Ngân, em mua cho chị Ngân tóc nha. Nè, có mua tóc không? Có mua tóc không? Mua tóc không? Muốn mua nước được rồi, đủ rồi. Có muốn mua lồ sexy nãy giờ chiếc này của má con đi má nè. Thế hả? Ừ, con là con chọn bình nên con chọn polo cho má chọn. Muốn mua nước hoa nữa hả? Không, không mua nữa. Có mua không? Chán rồi hả? Không thích nữa hả? Ngày xưa xài nước hoa dữ lắm phải không? Không có má xài. Có với má con silver má trắng tươi đã nói rồi. Ok còn thôi để Nga vô Nga tính phải... tiền đó nha. Không, trắng đỏ mà thôi. Ok, chị Ngân vẫn còn nhớ tới nước hoa rồi này nọ nha quý vị. Tới nước hoa là bây xé con nói cái này không? Những chiếc này sao chơi? À. Qua đi thích chơi, qua đi từ màu sáng, màu vàng. Ừ. Ok, thôi để Nga vô Nga tính tiền nè. Chị Ngân có lấy nước hoa không? Không mua nữa. Không mua phải không? Ok. Tôi để nhà má qua đi, má nói đỡ bao nhiêu giấc. Có mua tóc không? Về phải đổ ra mới ăn là này phải không muốn chị lấy đi rồi tính tiền xong rồi ăn. Chị muốn ăn thì em lấy cho chị. Cái gì nhà đổ vô bếp đổ. Ừ. Mai muốn sốt 80. Chua kìa, chua kìa. Rồi chị Ngân lấy gì đưa Nga tính tiền cho. Kẹo nè. Ngân muốn kẹo nè, chị Ngân muốn bánh nè. How much? 61 đồng 41 sen. Này, vừa mua cho Kim Ngân đồ hết 60 mấy đồng nhưng mà chưa có đủ, phải chạy qua anh kia mua thêm áo nữa quý vị. Rồi đi ra đi, đi ra đi, chị mở cửa đi ra đi. Mình cất đồ ở trong xe xong cái mình đi qua shopping kế bên nha. Đây nè, mình cất đồ trong xe trước rồi mình đi qua shopping kế bên nha. Lát nữa nhớ thay đồ đẹp nha. Mấy cái giày dép này là ai mua cho chị Ngân vậy hay là người ta cho? Hả? Mấy giày á. Mấy giày dép chị đang đi nè, giày chị đi là ai mua cho chị? Giày thì coi như là... Chị mua đồ cho má đi con. Không, đi 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 vô đây. Đi vô trong này. Má muốn coi con đi theo. Ok rồi rồi rồi. Đi đi. Theo hồn má. Cái gì đó. Chắc hồn 37 rồi đó. Mở xuống 37 hết ăn da xuống 37. Phải ăn mới có ăn được cái gì đó. Ừ. Ủa thích mấy cái đó hả? Thích gì thì cứ chọn đi. Cái đó size to lắm mà không nổi đâu. Vai thằng này á. Ừ. À, biết chị Ngân á là thích màu xanh rêu lắm. Đang Nga chọn hai cái áo màu xanh cái trắng này đúng không? Đây một cái này hai cái giống nhau. Đã chọn hai cái màu xanh rêu cho chị. Mới chọn như đó. Mới chọn cái đầu và cái này. Ừ. Cái này là hai yes mà chị Tiết đem về bán hồi đó. Như là có mặn bổ. Cho chị Kim Ngân tiền kìa. Ủa, chị Thúy Nga hả? Ờ đúng rồi. Trời ơi, em thấy clip của chị Thúy Nga. Vậy hả? Có biết chị Kim Ngân hả? Dạ biết, ở đây. Nè, mới
mới dắt chị Ngon đi mua quần áo nè. Vậy hả chị? Ờ. Không, đi 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 chị. À. À. Hôm nay là nhận tiền đó nha, bình thường không có nhận đâu đó. Chưa, chưa có về bển. À, mai mốt hè về. Rồi đi vô, mình đi vô xe chị Ngân. Dạ. Dạ, hôm nay có người cho tiền ha. Xe cái xe em ở dưới đây nè chị Kim Ngân. Ghi gì nữa vậy? Lại ghi sorry số xe để đánh số hả? Thôi được rồi, bữa nay có ghi rồi mà. Mê chơi số quá vậy trời. Ờ. Mê chơi số thôi, đi lên xe chạy chạy về lẹ nè. Đi lên xe nè chị Ngân. Chị Ngân. Yeah. Đi lên xe lẹ nè. Rồi đi 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 đi, chút xíu nữa rồi Nga sẽ cho mấy cái số đẹp để đánh. Trời ơi ba mê đánh số. Hôm nay đi vậy mà cũng hết một ngày với chị Kim Ngân đó. Đi từ sáng sớm mà 8 giờ mấy sáng mà tới. Không dám bún đâu. Ừ, chị đói bụng không? Cái này cái gì má? UOXO2 nãy là ai đang nói không biết. Ông hai. Bây giờ Nga đưa Kim Ngân về, về là về chỗ nhà Nga. Kim Ngân thay đồ nha. Thay đồ mới nha. Thì mình phải thay đồ cho đẹp chứ, mặc bộ đồ cũ nó hoài đâu có đẹp mất đâu. Ok, lát nữa Nga về Nga thay đồ mới nha. Dạ, Kim Ngân cũng thay nha. Dạ, ok, đó. Muốn cho Kim Ngân thay đồ là mình cũng phải thay đồ luôn, Si mới chịu nha. Chứ không là Kim Ngân không có chịu luôn. Sao vụ gì? Dạ không, có nói chiếc xe đạp đó ở đường Moran đó mà. Ừ. Là cái giấy tờ mới kỹ thuật. Ừ. Ba không. Ở chiếc chiếc Bắc Trung á má. Ừ. Chiếc cậu á. Ừ. Còn có bầu hồi nãy. Vậy hả? Dạ. Ok. Là Nga thay đồ cho chị Ngân nè, cho đồ đẹp thì nè. Má nói cho con cảm ơn má. Má nói lúc má nói chuyện giống như nói chuyện con đi con đâu biết. Giống như vậy đó, còn má nói chuyện vậy thì con hiểu. Rồi bây giờ con muốn thay đồ không? Không, không thay đâu. Bữa nào cho con qua chơi. Bữa nào cho qua chơi hả? Sáng sau qua thăm má, má dẫn con đi ăn là về chơi chút. Bây giờ thay đồ đẹp đi rồi Nga dắt đi uống cà phê. Chịu không? Nó mặc này được, cứ ra đi giờ. Không, vì thay cái áo khoác đi, cái áo khoác nó cũ lắm rồi. Có được rồi. Rồi cuối cùng cũng học cũng chịu thay đồ nữa hả? Vậy được rồi, nó còn clean giới còn clean thôi chứ. Trời ơi, thay đồ đi nè. Có gì dẫn má đi uống cà phê. Hả? Dẫn má đi uống cà phê. Con chịu cái này, xóa cục gạch này coi được. Bây giờ... Rồi mua đồ rồi xong rồi bắt Thúy Nga giữ rồi không chịu mặc đồ mới là sao? Má làm, má biết giữ ý nè, nó lên rồi nè. Đây nè. Má... Cái gì vậy? Cái này á là chỗ con ngồi đúng không? Đúng rồi. It's wristband. Thì cái này á là cái túi. Rồi bây giờ chị Ngân muốn đi đâu? Giờ má muốn replace của má. Đúc đích Uncle Ryan ví dụ cho con. Giờ có thay đồ không? Nãy giờ ông già má nói lấy hàng về thanh khắc bùi nè. Miếng này là tối con ngủ ở chỗ lạnh mà nó co ro. Nguyên cái vàng này của má rồi. Từ cái nhà của Mách Mách Tinh Toàn. Chị Ngân. Rồi. Ủa rồi bây giờ không chịu thay đồ hả? Không, má nói giờ vậy. Để má khoe Hiroshi cái gì má giúp đỡ con. Rồi không chịu thay quần áo gì luôn. Không, con đâu cần, nên đi với má thôi chứ đi mặc cái gì cũng vậy má. Rồi tự nhiên cái vô đây rồi cái không chịu thay đồ buồn dễ sợ không? Chứ giờ sao giờ? Giờ Kim Ngân không chịu thay đồ là Nga không chịu thay đồ luôn nha. Mới nãy chị Kim Ngân nói là Thúy Nga thay đồ, chị Kim Ngân mới thay đồ. Má muốn dành cho tranh cất để dành kỷ niệm. Rồi xong rồi quý vị. Thì má thấy nè, cái gì mua đó. Là mua cho bộ đồ về vừa cắt mạc xong sạch sẽ. Mỹ Hà đó, má nói chào Mỹ Hà, nó đi ngồi chào Mỹ Hà. Thôi giờ Nga phải giờ đi đón baby rồi.
là Nga đưa chị Ngân ra lại Bonsa nha. Chị Ngân không chịu thay đồ, Nga buồn quá, Nga mua cả bịch đồ. Giờ Nga đưa bịch đồ cho chị Ngân đem về cất để mặc nha. Mặc thì đẹp giống như dài vàng Lý Hương vậy, có gì đâu mà má nói má cần giờ mình... Không, bây giờ Nga hỏi chị Ngân nè, bây giờ Nga đưa bộ đồ cho chị Ngân rồi chị Ngân cất rồi chị Ngân tự thay được không? Nga không, bỏ giờ xem. Má vô má thay đồ rồi con thay, nếu mà má muốn thay. Ok, vậy thôi Nga vô Nga thay đồ rồi Ngân thay nha. Dạ. Ok, chị Ngân ngồi đó nha. Dạ. Tôi vô thay đồ mà không có chịu thay là tôi giận đó nha. Dạ. Nha, hứa nha. Dạ. Ok rồi, tôi vô tôi thay đồ đó. Dạ. Cả nhà ơi, dụ chị Ngân thay đồ là bằng cách mình phải thay một bộ đồ mới thì chị mới chịu thay đồ nha. Giờ thấy Thúy Nga thay đồ rồi chị mới chịu thay đồ đó. Ngân thấy Thúy Nga thay đồ, Ngân là Ngân chịu thay đồ đúng quý vị. Thay cái áo mới, đưa Nga Nga chỉnh lại cái cổ áo nha. Vẫn không chịu thay khăn hả? Vẫn không chịu thay khăn hả? Đâu, quay lại cho Nga coi nè. Trời ơi, đẹp hẳn luôn ha. Không chịu thay giày luôn nha quý vị. Thay quần mới với lại cái áo khoác mới thôi. Năn nỉ lắm mới chịu thay. Rồi đi. Đi nè, cho Ngân ra ngoài kia uống cà phê nè. Trời ơi, hôm nay hả, tôi làm được một cái việc động trời. Là cắt được cái đầu tóc của chị Ngân. Rồi, vô xe ngồi nha, đưa đi nữa nha. Giờ mình đi ha. Rồi hôm nay Thúy Nga làm được một cái việc rất là ý nghĩa luôn, là đưa chị Kim Ngân nè đi làm tóc đẹp nè, mua quần áo mới nè, rồi dụ được chị Ngân thay đồ luôn. Lúc đầu chị Ngân không chịu thay đồ ha, đưa về rồi không chịu thay đồ, rồi xong mới phát hiện ra là tại vì Thúy Nga không có chịu thay đồ đẹp nên chị Ngân không có chịu thay. Cuối cùng Thúy Nga phải thay bộ đồ khác, lấy bộ đồ kia bỏ trong máy giặt luôn. Rồi xong rồi chị Kim Ngân mới chịu thay bộ đồ. Không nhận ha. Mình chăm baby sick mấy cái người này hả. Trời ơi, tôi nói phải làm y chang, phải chiều chuộng lắm. Và một cái thành công của Nga là ngày hôm nay đưa Kim Ngân đi nguyên một ngày mà Kim Ngân không hề chửi Thúy Nga một tiếng nào nha quý vị. Không hề chửi, không hề la, rất là ngoan hiền luôn. Đưa đi đâu là đi đó gì đó, không ý kiến gì luôn. Ngoan như một con mèo vậy đó. Và bữa rảnh Nga gặp lại, Nga đưa Kim Ngân đi làm nail nha. Dạ. Kim Ngân hôm nay hả, thay được bộ đồ mới đẹp ha. Dạ. Mặc thấy xinh hẳn luôn nè. Xinh lắm. Ừ, xinh chứ bộ. Cái quần mặc, trời ơi, công nhận ha. Thay đồ ra mới biết cái body của Kim Ngân rất đẹp nha quý vị. Cái đôi chân dài sọc mà thẳng băng à, thẳng lắm luôn á. Mặc quần ôm mới thấy là cái đôi chân rất là đẹp. Bởi vì ngày xưa là Kim Ngân rất là hot khi mà mặc bikini chụp hình, phải không? Đúng không? Kim Ngân đói bụng chưa? Có đói không? Trời, hôm nay em thay được bộ đồ cho chị với em làm tóc lại cho chị đẹp, em mừng ghê á. Làm cái tóc này á, Kim Ngân biết không? Đẹp, đẹp giống con gì hồi mà ông già ông lựa cho cái áo ớt thiệt hương á. Vậy hả? Giống à, má nhớ cái mặt cái spoon hai cái. Mà chị Ngân biết không? Chị Ngân làm cái đầu này đó, chị Ngân ngủ, chị Ngân nhẹ đầu, không có bị đau đầu. Đừng có cái tay nó chấp cái áo. Cái gì, tay gì? Ôm bó bó đu. Không, cái áo này nó có cái tay để che nắng gì đó. Mặt để che nắng, không bị đen tay. Giữ, mình giữ da của mình đó. Kim Ngân về bỏ bộ đồ đi kia nha, không có mặc lại nha. Mặc bộ đồ này đẹp rồi. Hôm nay là Nga đã làm được một cái việc rất là chấn động nha. Không thể nào mà ai thuyết phục được Kim Ngân, mà cuối cùng Nga cứ nhẹ nhàng luồn lách sao mà cuối cùng hả, làm hết những cái điều mà mình muốn luôn á. Mừng ghê luôn quý vị. Thật sự là rất là mừng nữa. Mừng cho Kim Ngân quá à. Nay Kim Ngân ngoan quá à. Dạ. Đi hiền giống như một con thỏ vậy đó. Ngày mai Kim Ngân có muốn ăn sáng nữa không? Ngày mai Nga đưa Kim Ngân đi ăn nữa nha. Dạ, dạ. Giờ Kim Ngân vẫn còn cái bún nè. Với là mua cái bánh cho Kim Ngân đó. Chút xíu Kim Ngân ăn đi nha. Dạ. Giày cũng chịu mang nữa nè. Chút xíu em đưa đồ cho Kim Ngân giữ hay là sao?
đôi giày với lại còn hai cái áo nữa nè. Khi nào Kim Ngân muốn thay thì Kim Ngân thay phải không? Lần sau đó. Ok. Trời ơi, Kim Ngân mà hả, cứ chịu khó sửa soạn sạch đẹp đi. Muốn cái gì nhà không lo hết trơn á. Tương tóc nha. Nghe thay được bộ đồ dí rồi. Giờ Kim Ngân thích uống cà phê không? Nha, mua cà phê cho. Dạ, mất uống mà má mua con không cần. Đi một ngày mới thấy Kim Ngân là không hút thuốc nha quý vị. Nãy giờ hút con điếu à. Lúc đi shopping nó chạy ra hút con điếu thôi. Không có hít hút, không có chơi cần hay không gì hết trơn á. Hôm nay thật sự là Nga đi với chị Kim Ngân là từ sáng, từ 8 rưỡi sáng tới giờ đó. Tới giấc này là cũng 2 giờ rưỡi chiều luôn rồi. Là coi như là lần đầu tiên mà trải nghiệm đi cùng Kim Ngân một ngày đó quý vị. Thì mới thấy là chị Kim Ngân rất là hiền lành. Nếu mà mình biết cách vuốt, cách chiều đó, thì là chị Kim Ngân chị rất là nai. Còn nếu mà mình không biết cách đó là chị sẽ chửi dữ lắm. Hồi sáng nay cũng có chửi một cái bà kia rồi. Đang đứng ngoài đường chửi bà thôi. Nhưng mà nghe nói thì chị im lặng, chị không la nữa. Đây là một ngày mà ngay cảm thấy là mình mãn nguyện á, khi mà take care được cho chị Kim Ngân, thay đổi được tóc tai nè, thay đổi được cái bộ trang phục ở trên người, mình rất là mừng luôn. Mai mốt mà Kim Ngân muốn thay quần áo gì đẹp nữa nói nghe nha. Dạ. Rồi giờ ngay cho Kim Ngân tiền, Kim Ngân lấy không? Làm tóc được rồi hả? Thôi, Nga đưa cho Kim Ngân ít tiền để Kim Ngân cất tiêu xài nha. Hả? Ôi, để chút xíu nữa Nga đưa cho Kim Ngân tiền nè. Cầm tiền xài đi. Nãy cũng có cái chị khán giả nào đó, chị cho có được 10 đồng hả? Kim Ngân có hay bị cướp nó lấy tiền của Kim Ngân không? Hả? Chị Kim Ngân. Dạ. Em hỏi chị nè. Chị có hay bị ai lấy tiền giật đồ được của chị không? Dạ. Con kể mới nghe rồi. À kể nghe rồi cũng kể rồi ha. Kể là kể nghe cái vụ mà xịt cái thuốc dán lên đầu thôi. Kể nghe là vụ xịt thuốc dán lên đầu thôi. Giờ Nga đến giờ đi đón con rồi. Giờ Nga chở chị Kim Ngân ra ngoài bên xa ha. Rồi chị Kim Ngân, Nga mua cái gì đó chị Kim Ngân uống nha. Chị Kim Ngân thích uống cái gì? Dạ con uống rồi mà. Uống rồi. Kim Ngân muốn ăn uống gì nữa không? Quá đầy đủ hả? Ok rồi hả? Nha thấy Kim Ngân hay ngồi bên cái góc này mát mát nè. Ô gì mới thả con, giờ mới thả con, mới dư thôi mới thả con nghe bút xa được. Được bút xa phải không? Dạ. Là hay ngồi nghe bút xa hả? Con về con cất đồ bớt, cầm không nổi nhiều quá. À vậy hả? Có chỗ ngủ của mình nữa hả? Dạ, gửi cho cái bác mà chiều nay bắt cái nhà thờ đó. À. Con về bác về cất giùm con. Ồ vậy hả? Có đồ ăn nè. Rồi có tùm lum la đổ hết trơn nè. Chỉ đường cho Nga đi nha. Dạ. Má quẹo đây cái... Má quẹo tay phải phải không? Má đậu cái gì đó. Má đậu ngay cái chỗ mà... phải quẹo tay phải không? T for you má quẹo. Phải quẹo đây không? Yeah. T for you á má. Yes. Yeah. Ok. Chưa má chưa thẳng. Thẳng đâu phải không? Yeah. T for you. Má quẹo.
Bữa đây phải không? Dạ. Con cảm ơn má rất nhiều. Đi má xong rồi, có gì con gặp má chừng từ 1-3 tháng. Cái gì mà cái 3 tháng mới gặp vậy? Con sợ má đi quay. Đâu đi quay đâu. Má đậu đây cũng được, con lên xuống. Để Nga thả Kim Ngân ở đây rồi xong cái Nga lấy đồ ăn rồi cho Kim Ngân nè, với Nga đưa tiền cho Kim Ngân nữa nha. Đồ ăn gì má? Đồ ăn hồi sáng còn đó. Mới đem về đi. Ôi, Nga không có ăn, Nga đưa cho Kim Ngân ăn, với cái thứ hai là Nga cho Kim Ngân 20 đô nè. Dạ, cảm ơn. Đó, dạ. Kim Ngân cầm đó, giờ ví cầm tiền nãy cứ từ chối hoài. Bà ngoại em ăn sao? Không, không ai ăn hết á, Kim Ngân ăn đi. Đây, đây, còn cái này nữa Kim Ngân, Kim Ngân đợi Nga một chút nha. Đóng cửa lại đi, Nga lấy đồ cho. Kim Ngân, yeah. Có muốn có lấy tóc, có muốn có lấy cái tóc đẹp mới nãy không? Má giữ đi. Là không muốn lấy cái tóc phải không? Lấy nhưng mà bây giờ con về con sợ mất. Má giữ giùm con chừng 3 tháng con về con lấy. Mới 3 tháng nữa. Đâu có vài hôm là hoành lại lấy rồi. Má cất giùm con. Dạ. Má nói chuyện con đi. Mới làm đầu tóc cho chị đó đẹp không? Đó, làm gì cho chị mát mẻ chứ không. Dạ. Ok, bye, bye Kim Ngân nha. Chị Ngọc ơi. Trời, cảm ơn chị rất là nhiều nha. Hồi sáng bà đòi đi ăn bất ngờ, trời bà vui rồi. Vui vẻ lại hết rồi. Này, cái đầu tóc giả vẫn còn y nguyên, cứ sợ là chị muốn tóc dài đó. Rồi có gì quăng là quăng cái khăn này giúp nghe nha. Cái đầu tóc giả là chưa có làm gì hết, vẫn còn nói. Cho bà luôn chị. Bà không có lấy. Không lấy hả? Ừ, mà này chở đi shopping đó. Chị không, em cũng bỏ đi à, khăn đấy đâu có dài đâu. Thì đó, thì giờ em bỏ một rác giúp chị đi. Ôi, cảm ơn chị Hana nhiều nha. Thank you nha. Nói chung là đưa đi ăn nè, rồi đưa đi shopping rồi, đầy đủ rồi, vui vẻ rồi. Ôi vô em gửi lại cái đầu tóc cho chị nha, tại đầu tóc đẹp quá em cũng không cần giữ bà làm gì. Bà ấy ấy á. Hả? Bà bị bệnh cho nên là bà ấy. Đúng rồi, thì bà có cơ nên em sợ quá. Ghép đầu tim luôn chị Nga. Không sao đâu. Chị Nga có muốn cái đầu được không, anh tặng cho chị Nga cái đầu. Không, Nga nhiều lắm. Đừng tặng, Nga cần Nga mua. Cứ để đó mà bán cho ai đi. Thank you nha. Rồi. Hôm nay thì là thật sự là Nga cũng rất là vui. Khi mà đã làm được một cái công việc thiện nguyện mà Nga cảm thấy rất là hài lòng, là đã đi theo chị Kim Ngân hết nửa ngày đó quý vị, để mà take care cái đầu tóc cho chị, rồi thay quần áo mới á, và cho chị một ít tiền để chị tiêu xài. Bình thường mỗi buổi sáng á, mà Nga đi ra đường á, Nga đưa con đi học xong rồi về Nga sẽ lo cho mẹ, nhưng mà có thể là bây giờ Nga sẽ tranh thủ á. Mỗi buổi sáng thì chị Nga sẽ đưa con đi học xong Nga sẽ ghé ra đường bên xa, mà thấy chị đứng đâu đó thì Nga sẽ mua đồ ăn cho chị, xong rồi chạy về lo cho mẹ cũng được. Tại sáng sớm nhà cũng hay nấu đồ ăn sáng cho bà ngoại với bé Cát sớm á, nên là cũng không sao. Thì hôm nay là mình cũng rất là vui, mà mình cảm thấy là mình đã lo được cho chị Kim Ngân một cái phần nào đó. Từ trước giờ cứ thấy chị thì rất là sợ, không có dám tiếp xúc lại gần, nhưng mà mình tiếp xúc lại gần chị thì mình biết là nếu mà mình biết cách tiếp xúc nhẹ nhàng nhỏ nhẹ với chị thì là chị sẽ rất là thích, và chị sẽ nghe lời mình. Sáng giờ cứ đi theo chị là phải khen, phải ngọt với chị gì đó, thì là mình sẽ làm những cái điều mà mình muốn, giống như là làm cho cái tóc gọn gàng lại nè, chứ để cái đầu đó nó rối nùi ngủ không có được đâu quý vị. Với cái thứ hai nữa là thay cho chị bộ đồ mới. Thì Nga vẫn còn giữ hai cái áo với đôi giày của chị đây nè, chị không có chịu cầm theo, chị nói chị sợ mất. Thì cứ giữ đây, khi nào chị cần thì mình lại đưa cho chị. Rồi, cảm ơn cả nhà hôm nay đã xem là hai video của Thúy Nga. Đưa chị đi, chị Ngân đi cắt tóc với lại chị Ngân đi quần áo. Cảm ơn cả nhà. Cả nhà đã theo dõi những chương trình video thiện nguyện của Thúy Nga ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và cái kênh Thúy Nga Channel hiện tại là nó gần được cái nút bạc rồi đó quý vị. Thúy Nga nhắc, nếu mà khán giả hay là fan của Thúy Nga mà xem mà thích cái kênh Thúy Nga Channel của Thúy Nga thì nhớ subscribe kênh cho Thúy Nga nha. Nga đang cố gắng là làm sao mà
cái kênh này được nút bạc nè, rồi Nga còn cái kênh Thúy Nga Official nữa và Thúy Nga Entertainment. Rồi, cảm ơn những khán giả đã yêu thương và luôn luôn đồng hành ủng hộ cho Thúy Nga.